Rồi xin chào cả nhà. Đây bữa nay có một chiếc Cupy Honda vô full dàn ốc inox Salaya. Thì sẵn quay đoạn clip gửi đến cái nhà mình xem vui, xem tham khảo nha mọi người. Rồi thì chiếc xe này là một chiếc xe zin hết, mình chỉ là vô full dàn ốc thôi. Thì bắt đầu để mình quay chi tiết cái dàn ốc mình vô trong chiếc xe này gồm ở đâu, gồm những gì và những con ốc gì, thì cái nhà mình cùng theo dõi nha. Rồi thì bây giờ mình quay cái dàn này trước đi. Rồi mời cái nhà quay sát ra đây, mời camera sát ra đây. Đây đây ốc đĩa và ốc cốp đùm nha. Ốc đĩa mẫu ngôi sao, ốc cốp đùm mẫu Thái nha. Đây thêm hai con ốc bắt cùi đĩa, con ốc chịu bố thắng, ốc dây dầu, ốc xả dầu luôn, ốc bát dầu. Và dưới đây nữa, đây xem đây, hai con ốc bắt phục luôn cả nhà, hai con ốc bắt phục 10 ly luôn nha, mình phun cho nó luôn. Rồi thêm một cái dồi luôn nha, chân dồi. Rồi đây canh, bộ canh đùm. Rồi qua đây, đây cái này là hai cục canh mình kết hợp lại thành một cục, chứ còn một cục thì nó không tới cả nhà, tại vì cái cục canh của cái Cupy bên đây nè nó hơi dài thì không đủ nha. Đó mình kết hợp hai cục thì mình như gì nó coi nó mới được nha. Đó kết hợp đây, rồi phun trong đây luôn nha cả nhà. Đó hai con trong đây luôn. Rồi sẵn anh chủ xe xem video vui vẻ luôn nha mọi người. Rồi full đây luôn nha. Rồi tới mình lên rồi đầu mình tới mình lên cái dàn đầu nha, dàn đầu coi nó chỗ nào nha mọi người. Số thì nói chung thì nói chuyện hơi dở cả nhà, cả nhà xem cũng thông cảm giùm nha. Rồi anh chủ xe xem coi có con xe của mình có làm cái gì có được không nha. Rồi thì đây bốn ngóc bắt bội, kết hợp bốn miếng đồng đền. Rồi ở đằng sau, ở đằng sau là mình kết hợp hai con tán nha. Đây đó, hai con tán. Rồi lên tới dàn bi đông thì gù, đây mẫu gù Thái. Rồi mẫu gù Thái chỉnh tròn cả nhà. Rồi kết hợp thêm ốc bắc cùm tay thắng nha, cùm dầu. Đây từ chi tiết luôn nha mọi người, ốc dây dầu, ốc bắt dây nối. Đây con tán, còn con này thì mình không có thay được nha, thì mình không có thay, chỉ còn con này thôi mình không thay lên cả nhà. Đây hai con bắt tài thắng nha. Rất là kỳ công nha mọi người. Đó cả con trong đây luôn, 5 ly con trong đây luôn. Còn hai cái ốc tai, hai ốc tai là hai ốc đầu dít, hai ốc đen. Thì mẫu Salaya mình có cái mẫu inox, mình có cái mẫu lục giác thì mình bắt cho nó luôn nha, nhìn cũng khá là đẹp đấy cả nhà. Đó. Đi full bộ luôn nha. Rồi thêm hai ốc bắt cái đồng hồ luôn nha. Đây chi tiết nè cả nhà, nè.
full cái bằng là từ chi tiết nha. Rồi đây khác ở đây cái nữa, mẫu rồi sao đi đi thêm viền này luôn nha cả nhà. Mấy ốc này là chắc là mình có phải thay mấy ốc này rồi. Rồi tới ốc chống ngang à, kết hợp một con ốc ngôi sao dù rất là đẹp nha, rất là hợp luôn nha cả nhà. Rồi còn hai con này thì phố đi hai con trụ nha, đây chạy gan lại rất là kỳ công nha cả nhà. Rồi bộ ốc nắp lốc full, bộ ốc nắp lốc luôn. Cả con ốc tuốt ở trong luôn nha cả nhà. Rồi ốc gác chân. Rồi thêm một bộ ốc bao tử luôn nha. Rất là sáng nha. Bát thắng. Mình kết hợp cho em nó một cái con ốc ở ngoài đó nha. Nhìn cơ bản là không thấy cái cốt luôn, rất là liền. Ốc biển số. À. Dưới này. Full đầy đủ luôn nha. Ốc bánh nha cả nhà, ốc bánh. Ốc bắt chụp bô. Rồi, kết hợp thêm nhà ốc ở đây nữa. Hai con ốc này luôn nha. Rồi. Hai ốc này luôn. Mình quay như vậy là anh em bà con mình xem cái bằng là chi tiết luôn nha mọi người, chi tiết từng con luôn. Đây ốc đình máy đó, trời tới mình đây mình dỡ lên đây luôn. Rồi thêm 5 con nữa nha. Thêm một bộ đây nữa. Đây. 4 ốc cản, 2 ốc bắt cái đuôi, 2 ốc bắt học bình nha. Các bạn nhìn rất là đẹp, rất là sáng nha mọi người. Có nhiều anh em á nói với mình là full ốc xe, full ốc Salaya. Nhưng mà thật sự mình lại á, chiếc xe không có bắt hết full nè cả nhà. Full không có hết. Không phải là mình nói bên mình full hay hiệu gì, nhưng mà có nhiều anh em á là không hiểu cái cách là full bên mình như thế nào. Có thể dàn ốc của anh em mua á, full dàn ốc xe của anh em á, mình nói ví dụ nha, để mình nói mất công có nhiều anh em vô la gầy mình. Có thể cái full dàn ốc của anh em là 100 con, mình nói ví dụ, thì anh em á, mua anh em full vô chỉ có bán chừng 60 con thôi, còn 40 con là không có nha. Còn bên mình á có thể là 100 con phố full, có thể là 95 con, chỉ còn khoảng một số khoảng 5 con thôi là còn ốc zin. Bởi vì nhiều khi mình nói để cho anh em mình hiểu tròn trong chiếc xe luôn. Còn chiếc xe một phong cách dọn đơn giản nha mọi người, nhưng mà kêu bằng là đẹp mãi theo thời gian nha.
ốc này là mình xài cơ bản là xài vĩnh viễn luôn. Nếu mà mình xài kỹ thì cái dàn ốc nó sẽ không hư, nó sẽ không xuống màu, nó không xét, nó như vậy hoài. Cơ bản chiếc xe của mình là nhìn nó sáng hoài luôn nha. Còn có nhiều anh em mà tín đồ của ốc Gin đó, có nhiều cái máy mà nhiều chiếc xe mà mình phun ốc Salaya lên đó, có nhiều anh em á chửi mình khùng điên rồi ngu này kia các kiểu, nhưng mà anh em đâu có biết đâu. Anh em mua ốc Gin anh em để vô chạy trong vòng một thời gian, một năm hoặc nửa năm, thì con ốc của anh em nó đang xì luôn rồi, thì còn cái đẹp gì nữa, còn cái Gin gì nữa. Anh em mà cái quan điểm Gin thì mình xài Gin nha. Còn nếu mà bên phố á thì cũng tùy theo vị khách mà người ta yêu thích thôi. Người thì thích Gin, còn người thì người ta thích từ sáng sạch sẽ đẹp hoài, tại vì người ta có khả năng hoặc là người ta cái đam mê của người ta, mình không có nói được nghe cả nhà. Có nhiều anh em không biết vô nói người ta ngu khùng này kia, ta khùng ta ngu mà người ta biết xài tiền, người ta biết lửa ốc đẹp, ốc sáng ốc sạch ta để vô vậy, người ta ngu cái gì. Thì thôi phố nói để cho anh em mình hiểu thôi, chứ mình không có hơn thua chứ trên đây. Nói chung thì ở trên cái cộng đồng YouTube này thì kêu bằng 9 người tới 15 ý lắm, chẳng phải 9 người 10 ý nữa nghe mọi người. Có nhiều anh em mà bình luận vô mình kêu bằng là mình không biết đường mình trả lời luôn á. Rồi thì thôi phố xin kết thúc video mọi người. Cũng lâu rồi phố cũng ít lên video, tại vì cái này công việc rất là nhiều, thì phố cũng không có thời gian mà để lên video nữa. Nhưng mà lâu lâu á, chiếc xe này thì hình như là cũng là mới ra, thì cũng ít ai dọn nha, dụng dưới quê mà, dưới quê cũng ít ai dọn nha mọi người. Thì đó, phố có full như gì thì sẵn phố quay cho cái nhà mình xem. Rồi có nhiều anh em nào muốn full như gì thì sẵn phố báo có giá không phỏng luôn, có tầm khoảng 4 triệu nha, 4 triệu là full chiếc xe như vậy cả nhà. Rồi thôi phố xin kết thúc video, xin chào cả nhà. Chúc đại gia đình mình xem video vui vẻ nha, gặp nhiều may mắn nha mọi người. Rồi thôi, bye bye mọi người nha.